Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tham nhũng đã ăn ruộng cơ thể của đảng Ngày 18 tháng 8 trên trang báo Tiến Dân có bài Vô Nghĩa của tác giả Lê Huyền Ái Mỹ Bên về tình trạng tham nhũng và những vụ đại án gần đây Tác giả cho rằng thật sự sau những gì nghe và thấy từ phiên tòa chuyến bay giải cứu Giờ thì đọc kết luận điều tra vụ án Việt Á Gần như nó cô đặt đến ngu mù muội mọi ý nghĩ, sự tán tận đã ở mức tận cùng tác giả cho biết tác giả đã và vẫn đang tin vào một số không nhiều đảng viên cán bộ lãnh đạo nhưng sạch sẽ và tử tế mà tác giả quen biết nhưng qua những gì phơi bày ở các phiên tòa bản án kết luận thì cái niềm tin nhỏ giọt ấy vẫn thế song nó đang vọng lại ngày một rõ hơn chuông nguyện hồn cho một chính thể một đất nước một dân tộc hình ảnh bài trên báo tiến dân tác giả nhận định tham nhũng đã không còn mang tính đại diện nó tràn lan xâm lấn nó chui rút tận hang cùng để ăn vào cơ thể của đảng cầm quyền của quốc gia những kẻ nhuộm chàm ấy chẳng cho thấy một biểu hiện có dấu hiệu gì cả trước đó thì sau nó cũng đừng mong đồng chí đồng đội của nó thôi hay không tiếp tục gặm nhấm đục khoét tác giả bình luận cũng đừng nghĩ thằng ăn nhiều là thằng tội trọng hẳn nhiên Hẳn nhiên, trước khi ăn hạm thì nó cũng đã ăn từng miếng, từng mẫu, từng mảnh. 2 triệu đô cũng là ăn, 2 triệu đồng cũng tìm cách ăn, rồi một ngày 2 triệu đồng cũng theo leo tới 2 triệu đô. Chúng ăn như một sở thích, thói quen và dần thành tập quán. Chúng cộng sinh lẫn nhau dưới những vỏ bọc tổ chức đảng, chính quyền cho đến đoàn thể mà chúng đại diện lãnh đạo. Tác giả nhận xét ngoài trông chờ vào một thứ đạo đức luân lý xa xỉ từ đâu đó của ai đó thì chẳng thấy một cơ chế hay định chế nào đủ sức kiểm soát khống chế tham nhũng vì chính nó thứ virus tham nhũng ấy đã tự tạo ra miễn dịch cộng đồng cho cả tập thể cho từng cá thể cán bộ đảng viên mất rồi ít nhất là đám quan chức chuyến bày giải cứu và việt á tác giả cảm thán biết là trút sự phẫn nộ tức giận lên chữ như thế này thì cũng vô nghĩa cái không thể diễn tả và sau cùng là nghêu ngao trong sự bất lực buồn mỗi ngày buồn hơn nó rệu rã mục ruỗng đến thế này rồi thì sự cứu rỗi sẽ bắt đầu từ đâu bao giờ bởi ai hình ảnh những quan chức dính chàm trong vụ việc á đôi khi đôi lần cũng cặm cụi cần mẫn làm những điều nhỏ nhặt để tự mình vá víu đắp đổi lấy niềm tin cho chính mình. Nhưng sự đốn mạc, tán tận, vô nhân, nó cứ mỗi ngày một vả vào mặt mình, phỉ nhổ lên sự cùng cực, khốn khổ, chịu đựng, lẫn sự le lói, tìm cách vươn lên của bao người. Tác giả chua xót bình luận, khi những ngày hơn hai vạn đồng bào của thành phố Sài Gòn nằm xuống, có một cái phong bì 200.000 đô la đã bị bỏ quên như một thói quen, không cần phải nhớ ở ngoài kia. Được biết vụ Việt Á và vụ chuyến bay giải cứu là hai vụ đại án xảy ra vào giai đoạn dịch Covid-19 vào giữa lúc Sài Gòn và nhiều thành phố khác của cả nước bị phong tỏa. Trong đại dịch, người dân lâm vào cảnh khốn cùng vì mất việc làm và cũng vì bị cấm không được đi làm, đồng thời cũng khốn cùng bởi các nguồn cung cấp lương thực, thực phẩm bị chặn. Có bao nhiêu người già, trẻ em không có gì để ăn trong những ngày ấy, có bao nhiêu người bệnh không được chăm sóc, không có thuốc men trong những ngày ấy. Ngày ấy, nơi nơi đều ngập tràn lời oán than. Nhưng với sự tán tận lương tâm, giữa sự tối tâm, bế tắc thi những vị đức cao vọng trọng, những kẻ nắm quyền sinh, quyền sát ở thời điểm ấy đã nhanh chóng nhận ra cơ hội làm giàu. Thế là họ đã cùng nhau sáng tạo ra đủ cách để bòn rút, hút máu người dân, và chính họ đã gây ra bao thảm cảnh trong những ngày ấy. Để rồi, ngày đứng trước vành móng ngựa, những kẻ hút máu người kia đột nhiên lại trở nên rất ngây thơ, rất trong sáng, rất hồn nhiên. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Tham nhũng đã ăn ruộng cơ thể của đảng. Cổ phiếu VFS có giá cao hơn 98% so với giá trị thực. Ngày 18 tháng 8, báo Đức Việt có bài bình về cổ phiếu của VinFast. Theo đó, giá cổ phiếu VFS cao 98% so với giá trị thực. Đất Việt dẫn một tạp chí quốc tế tiếng Anh cho biết, sự thật, tình hình tài chính của VinFast không mấy khả quan. Lỗ ngày càng nhiều, doanh thu giảm. Hãng xe này lỗ 2,1 tỷ đô la vào năm 2022 và đang trên đà đốt cháy nhiều hơn nữa trong năm tài chính hiện tại hình ảnh bài trên báo Đất Việt. Đất Việt liệt kê 4 lý do khiến cổ phiếu VinFast có thể được định giá cao hơn 98% so với giá thực. Đó là thứ nhất, đánh giá kém về một sản phẩm không có gì khác biệt. Thứ hai, khả năng yếu kém để thành công trong thị trường xe điện Hoa Kỳ. Thứ ba, định giá quá cao. Thứ tư, người trong cuộc kiểm soát hầu hết cổ phiếu. Đất Việt dẫn một tạp chí quốc tế khác nhận định vừa mới lên sàn, cổ phiếu VinFast đã giảm gần 19% xuống còn 30,11 đô la và tiếp tục giảm 10% xuống còn 27 đô la vào ngày 17 tháng 8. Số lượng cổ phiếu giao dịch giảm trước khi sáp nhập SBAC đã góp phần khiến cổ phiếu biến động mạnh. Người phát ngôn của VinFast xác nhận rằng khoảng 84% nhà đầu tư Blackspace đã rút tiền trước khi VinFast ra mắt dẫn đến số lượng cổ phiếu có sẵn để giao dịch ít hơn. Trên thực tế, tình hình tài chính và kinh doanh của VinFast không mấy khả quan. Xe VF8 không bán được tại Mỹ và hãng vẫn đang chịu lỗ ngày càng nhiều doanh thu giảm. Kết thúc quý 1, VinFast lỗ 598 triệu USD tăng so với khoảng lỗ 411 triệu USD của năm trước cùng lúc doanh thu từ việc bán xe giảm khoảng một nửa còn 65 triệu đô la trong quý đầu tiên. Đất Việt cho biết VF8 của VinFast đã nhận được những đánh giá khủng khiếp, ví dụ như những lời phàn nàn về VinFast VF8 năm 2023 có chất lượng hoàn thiện không tốt dẫn đến việc xe bị thu hồi vì lỗi màn hình. Mô hình cho thuê pin EV theo kế hoạch của VinFast cũng đã bị hủy bỏ vì không ai muốn trả tiền cho điều đó. Đất Việt cũng dẫn tin từ các hãng tin quốc tế cho hay, doanh số bán hàng của VinFast tại Mỹ rất nhỏ. Tính đến tháng 7, VinFast chỉ bán được 128 xe tại Mỹ sau 5 tháng mở bán. Theo VinFast, 45 trong số đó là vào ngày đầu tiên. Hình ảnh mẫu xe VF8 không được chào đón tại thị trường Mỹ. VinFast bị cho là cũng phản hồi kém về các tin tiêu cực. Công ty này được cho là cố gắng báo cảnh sát về một người đánh giá tiêu cực, điều mà họ thường làm ở Việt Nam. Đất Việt dẫn nhận xét của giới chuyên gia cho biết các khả năng cần thiết để giành chiến thắng trong ngành công nghiệp EV đặt ra những rào cản đáng kể đối với một hãng xe non trẻ như VinFast. Đây là lý do tại sao hãng xe này cần phải cải thiện hiệu suất. Michael Dunn, giám đốc điều hành của công ty tư vấn xe điện jojo go cho biết vinfast đặt mục tiêu cho thuê pin như một điểm khác biệt trên thị trường nhưng phản hồi từ khách hàng là điều đó quá mập mờ gây bối rối trong khi đó khách hàng liên tục phàn nàn về việc hệ thống bị treo chất lượng sản xuất và màn hình đáng nói vinfast phải triệu hồi các lô xe vừa đem qua mỹ để sửa lỗi màn hình không hiển thị khi lái xe khiến cho tài xế không nhìn thấy đèn cảnh báo hoặc các biểu tượng điều khiển. Sự cố dẫn đến việc thu hồi xe vào tháng 5 năm 2023 là do lỗi phần mềm. Bên cạnh đó, Đất Việt cho biết thêm các đánh giá về xe điện của VinFast không được tốt và giá khởi điểm thì quá cao so với các đối thủ, dẫn đến doanh số bán hàng tại Mỹ chậm lại là điều đương nhiên. Tương tự như ở Việt Nam, VinFast đề nghị trả tiền cho khách hàng ở Mỹ, Canada và Việt Nam nếu xe của họ bị hư hoặc gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, khoản thanh toán sẽ lên tới 300 đô la trở lên, tùy thuộc vào các điều khoản của hợp đồng dịch vụ. Điều này có thể không thoải mái chút nào đối với những người chủ sở hữu. Họ chỉ đơn giản là muốn chiếc xe điện của họ vận hành mượt mà, không phải nhờ cứu hộ giữa đường như nhiều xe VinFast tại Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cổ phiếu VFS có giá cao hơn 98% so với giá trị thực. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d